Dịch vụ hội nghị trực tuyến là nhu cầu mà nhiều công ty tổ chức sự kiện cần sử dụng. Trong bối cảnh hiện tại thì đây biện pháp truyền tải thông tin hữu hiệu nhất đối với các tổ chức hội nghị hội thảo. Dịch vụ quay phim chụp ảnh sự kiện và quảng cáo cũng chịu nhiều tác động to lớn. Nhưng nhờ có anh Trần Đình Trường, Giám đốc Kinh doanh Hà Nội Studio đã giúp đỡ các doanh nghiệp kết nối với nhau. Với sự thay đổi lớn trong dịch vụ hội nghị trực tuyến và quay clip review sản phẩm hộ khách hàng, anh Trần Đình Trường đã tạo ra giải pháp kết nối online, giúp việc truyền tải thông tin được nhanh hơn. Đây thực sự là mô hình, giải pháp mới trong sự phát triển của xã hội. Nhờ có hướng đi đúng đắn mà anh Trường cũng như tập thể đội ngũ Hà Nội Studio đã giúp đỡ rất nhiều doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nếu như doanh nghiệp của bạn vẫn còn gặp khó khăn trong việc bán hàng hay chuyển đổi số, bạn cũng có thể liên hệ với anh Trường để tìm ra những phương pháp và bước đi đúng đắn nhất cho công ty mình. Để tham khảo video mới nhất cũng như dịch vụ mà công ty Hà Nội Studio cung cấp, quý vị có thể truy cập website dịch vụ quay phim chụp ảnh.net. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bản tin Đài Truyền hình Việt Nam tối nay.